Xin kính chào quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Nguyễn Trang, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là Dr. Nguyễn Trang Official. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về xét nghiệm, về testing bệnh COVID-19, hay là nói chính xác hơn là chúng ta tìm ra cái sự có mặt của con virus SARS-CoV-2 trong cơ thể của chúng ta là như thế nào. Trước khi chúng ta tìm hiểu về các loại test, chúng ta phải hiểu con virus là như thế nào. Virus, nhìn chung á, không phải là vật thể sống. Con virus SARS-CoV-2 này cũng vậy, nó không có sống, nó chỉ là một cái chuỗi RNA, là cái gene, vật liệu di truyền. Sau đó là được phủ một cái lớp mỡ bên ngoài, hình cầu. Nó chỉ như vậy thôi. Thế nên khi mà chúng ta test của con virus này, thì có hai cách để tìm ra. Cái thứ nhất là chúng ta tìm ra cái vật liệu nhân, cái gọi là cái RNA của con virus này. Và cái thứ hai là chúng ta tìm ra những cái kháng thể của cơ thể chúng ta khi con virus này nó vào cơ thể của chúng ta. Loại test PCR hay còn gọi là RT-PCR, đây là một cái loại test thường lấy chất nhờn trong cuống họng, trong phổi và đôi khi chúng ta lấy từ máu để tìm ra sự có mặt của virus. Ở cái phương pháp này hay còn gọi là phương pháp RT-PCR, real-time reverse transcription, thì họ dùng để nhân bản cái gene của con virus này ra. Và khi mà chúng ta nhân bản cái gene của con virus này thì chúng ta sẽ đối chiếu với ngân hàng, đối chiếu với cái dữ liệu có trong lab, và bằng cách đó chúng ta xác định cái sự có mặt của con virus này. Lúc mà mới bắt đầu bệnh dịch COVID-19 thì test này rất là mất thời gian, mất từ 2 cho tới 3 ngày, thậm chí 4 ngày tại Hoa Kỳ. Và theo thời gian thì test này càng ngày càng nhanh hơn, rút xuống còn mấy tiếng đồng hồ. Và gần đây nhất là hãng Abbott của Hoa Kỳ có thể xét nghiệm cái loại này chỉ trong vòng có 5 tới 15 phút. Và cái việc xét nghiệm cái loại test này nhanh, nó sẽ thay đổi rất nhiều trong cái việc chúng ta chuẩn đoán và chữa trị. Cái loại test thứ hai hay còn gọi là test kháng thể antibody, trong trường hợp này là kháng thể IgG và IgM. Đây là một cái loại test thử máu dựa vào cái việc đi tìm kháng thể của cái loại virus này. Lúc nãy tôi có nói cho quý vị nghe, khi vào cơ thể chúng ta thì con virus sẽ kích hoạt cái hệ miễn dịch. Cái vấn đề là sẽ mất một vài ngày, thậm chí 1 tới 2 tuần để mà cơ thể chúng ta xây dựng một cái hệ miễn dịch tấn công con virus này. Nếu mà chúng ta khỏe, và phần lớn là bệnh nhân khỏe mạnh sẽ phục hồi tại vì hệ miễn dịch của họ, trong đó có những kháng thể này tấn công con virus, khiến cho con virus này bị bất hoạt, không có hoạt động được, và cuối cùng là nó tan ra. Thì cách mà tôi hay so sánh giữa hai cái loại test này là quý vị cứ tưởng tượng là con virus SARS-CoV-2 này là một con cọp và cơ thể của chúng ta là một khu rừng. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm trong rừng nó có cọp hay không. Thì có hai cách, một là chúng ta tìm ra dấu chân của cọp. Thì cái việc tìm ra dấu chân của con cọp trong rừng á, có thể cho chúng ta biết rằng là trong khu rừng này đang có cọp hoặc là đã từng có cọp. Đó là cái test kháng thể, là tìm ra cái kháng thể, tìm cái dấu vết của cái bệnh. Cái thứ hai là chúng ta đặt cái máy chụp hình và chúng ta chụp hình được nguyên con cọp. Thì đó là cái tiêu chuẩn vàng, đó là cái test PCR mà tôi nói ở phần đầu tiên. Như vậy hiện nay phần lớn là FDA họ đang chấp thuận và cho phép sử dụng những cái test PCR mà thôi. Lý do là tại vì cái việc mà chúng ta dùng cái test kháng thể sẽ có những cái điểm rất là nguy hiểm. Ví dụ như là nếu mà chúng ta âm tính, chưa hẳn là chúng ta không có bệnh. Tại vì như tôi nói, nó mất một vài ngày, thậm chí một vài tuần, cơ thể chúng ta mới có đủ kháng thể cho con virus này. Và cái lượng kháng thể đủ nhiều để chúng ta dò được trong máu. Thứ hai là khi mà quý vị bây giờ đang ở trong mùa dịch, quý vị có thể là không có bị ngày hôm nay, nhưng mà một vài ngày hôm nữa cũng có thể là bị lại. Thì chính vì cái điểm đó mà test kháng thể hay còn gọi là antibody nó thường ít có tác dụng trong việc chuẩn đoán. Tuy nhiên, khi mà chúng ta đã đang vào cái mùa dịch rồi thì bây giờ cái nhiệm vụ sắp tới là chúng ta phải sàng lọc, sẽ tìm ra ai đã qua bệnh rồi hoặc là ai chưa bệnh để mà chúng ta khoanh dùng. Thì trong trường hợp đó, test kháng thể có thể có tác dụng. Vì vậy mà ngày hôm nay Tổng thống Trump đã nói chuyện trên truyền hình, nói việc là chúng ta có thể sẽ có xét nghiệm kháng thể trong vòng tuần sau,
hoặc trong vòng một vài hôm nữa bên cạnh cái test PCR này. Nói tóm lại là cái test PCR giúp chuẩn đoán và chữa trị COVID, trong khi test kháng thể là giúp sàng lọc và theo dõi. Có một điểm quan trọng tôi muốn chia sẻ với quý vị là không phải ai cũng cần test bệnh COVID-19 ngay bây giờ. Có nghĩa là trước hay sau gì để xác định cái bệnh này ở mức độ nào, thì tôi là người ủng hộ test tất cả mọi người. Nhưng mà trong lúc mà đang đại dịch như bây giờ và dịch đang chuẩn bị lên tới đỉnh điểm trong vòng một vài tuần nữa, thì chúng ta cần phải ưu tiên, chúng ta cần phải phân loại là ai là cái người nên xét nghiệm trước. Tại vì cái việc xét nghiệm test sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cách chúng ta chữa trị và phân bệnh như thế nào. Như vậy thì ai là người thật sự cần test? Đầu tiên là những bệnh nhân có triệu chứng của bệnh COVID-19 như sốt cao, khó thở, ho và đôi khi bị mất khứu giác. Và thêm một cái quan trọng và lớn tuổi và có những cái rủi ro về bệnh, ví dụ như là bệnh về phổi hoặc là có hệ miễn dịch yếu, bệnh tiểu đường, cao huyết áp. Nói tóm lại, những cái người mà có rủi ro nhất bây giờ là những người có bệnh nền, có những bệnh mãn tính và cộng thêm cái triệu chứng của bệnh COVID-19. Tại sao? Tại vì đây là cái nhóm bệnh mà chúng ta có thể xác nhận hoặc là xác định họ có bệnh hay không và chúng ta theo dõi kỹ hơn. Bằng cách này, khi mà họ có những cái triệu chứng đó, chúng ta xét nghiệm ngay lập tức và chúng ta chữa, mặc dù chỉ là chữa trị hỗ trợ thôi, thì cách chữa, cái kết quả nó sẽ tốt hơn nhiều hơn là chúng ta đợi tới những cái lúc cuối chúng ta đưa những bệnh nhân này vào bệnh viện thì kết quả sẽ không có tốt hơn là chúng ta xác định ngay từ đầu. Cái nhóm thứ hai mà cần phải xét nghiệm test ngay bây giờ là nhân viên y tế, là những người như chúng tôi, những người như lính cứu hỏa, những người đang phục vụ bây giờ ở ngoài công cộng. Có nghĩa là những người bán hàng, những người đang ngày đêm phục vụ để toàn xã hội chúng ta đang vận động, thì đó là những người họ cần phải test. Tại vì nếu mà một trong những người ở cái tuyến đầu này họ bị thì họ cần phải cách ly. Tại vì nếu không thì họ lại tiếp xúc với những người khác và họ lại mang bệnh tới những người khác nữa. Thì đó là nhóm thứ hai. Và cái nhóm cuối cùng mà chúng ta cần phải test là những cái bệnh nhân mà có khả năng lây nhiễm cao. Đây là những bệnh nhân tuy có thể không có triệu chứng hô hấp, họ vẫn khỏe mạnh, nhưng mà cái việc họ tự do đi lại hoặc là họ có cái rủi ro đi đây đó, chúng ta gọi là bệnh nhân siêu nhiễm. Ở bên Việt Nam thì có một vài người là siêu nhiễm và bên Hàn Quốc cũng như vậy. Chúng ta cần phải xác định những cái nhóm người này và khi mà chúng ta xác định rồi, chúng ta sẽ hạn chế không có cho họ đi. Hiện nay thì California và cả nước Mỹ gần như là bắt mọi người ở nhà và hơn 90% mọi người đang ở nhà bây giờ. Thành ra cái nhóm này nó sẽ không cần phải test nữa. Đó là lý do tại sao tôi nhắc lại rất là nhiều. Cái việc chúng ta test tùy thuộc vào cái vị trí chúng ta đang ở bây giờ, chúng ta đang ở đâu, tùy thuộc vào cái dịch như thế nào. Nhưng mà điểm cuối cùng nhất của cái bệnh đại dịch COVID-19 này là chúng ta phải test hết tất cả mọi người. Thưa quý vị, tôi và tất cả mọi người. Tại vì bằng cách đó chúng ta mới biết được ai là bệnh và ai không phải là bệnh. Và cái việc test này nó sẽ ngày càng phổ thông và dễ hơn, giống như cái test mà hãng Abbott mới đưa ra. Nghĩa là chúng ta chỉ việc đi đến văn phòng bác sĩ, chúng ta há miệng ra, chúng ta lấy một cái mẫu nước nhờn và chúng ta đợi 5 phút sau thì chúng ta sẽ biết kết quả. Và đây cũng là cái cách mà chúng ta test hay xét nghiệm bệnh cúm mùa, những cái bệnh cảm thường khác tại Hoa Kỳ. Như vậy, buổi nói chuyện này quý vị cũng hiểu hai cái loại test nó khác nhau như thế nào, và tùy vào vị trí và tùy vào tuổi, tùy vào cái rủi ro của mỗi người, quý vị nên nói chuyện với bác sĩ của quý vị trước để xem là mình có thật sự test hay không. Nhưng mà cuối cùng, khi mà chúng ta test tất cả mọi người, chúng ta nhìn những bài học ví dụ như Hàn Quốc hoặc là Đức chẳng hạn, và Hoa Kỳ, ngày hôm nay tôi đang nói chuyện với quý vị thì Hoa Kỳ test gần 1 triệu test. Đó là lý do tại sao quý vị thấy con số nó tăng rất là cao. Và với cái việc mà chúng ta test nhiều như vậy thì chúng ta sẽ tìm ra được ai bệnh và ai không có bệnh. Bằng cách đó chúng ta sẽ kiểm soát dịch tốt hơn. Cảm ơn quý vị. Quý vị nhớ đăng ký vào kênh YouTube chính thức của tôi. Tại vì gần đây có rất là nhiều quý vị lấy hình ảnh của tôi, lấy một phần video của tôi và dùng để bán hàng. Tôi xin lặp lại là tôi không có bán bất kỳ sản phẩm nào, cũng như là không có văn phòng tại Việt Nam và cũng không có ủng hộ bất kỳ sản phẩm nào. Quý vị nhớ đăng ký để nghe được những
chính thức từ phía tôi. Cảm ơn quý vị.